Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Tóc Sao Hoa và những tin tức thú vị sẽ được gửi đến các bạn ngay sau đây. Rụp tóc hói chán được coi là một trong những nỗi lo chung của không ít người, đặc biệt là với thế hệ trẻ hiện nay khi họ phải đương đầu với quá nhiều áp lực. Và không chỉ với những người bình thường như chúng ta mà ngay cả những ngôi sao Hoàng ngữ nổi tiếng cũng đang phải đương đầu với vấn nạn này. Mới đây, Trình Tiêu, thành viên của nhóm nhạc Cosmic Girl đã lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội xứ Trung vì hói chán. Từng là một mỹ nhân sở hữu mái tóc đáng ngưỡng mộ khi mới debut, hiện tại đường mép tóc của Trình Tiêu đang ngày càng lên cao và thậm chí cô thường xuyên phải đội mũ để che lấp khuyết điểm. Có lẽ chính vì áp lực công việc quá lớn đã khiến cho người đẹp này phải đối mặt với nỗi lo rụng tóc khi mới 21 tuổi. Nói đến chán hói không thể không nhắc tới mỹ nhân tam sinh tam thế thập lý đào hoa Dương Mịch. Có lẽ điều này đã trở thành một trong những biệt danh mà cư dân mạng dành tặng cho cô sau bao lần để lộ đường mép tóc cao ngất ngưởng cùng những khoảng trống lưa thưa. Thậm chí Dương Mịch còn từng lên tiếng rằng mình sẽ đi trồng tóc nếu tiếp tục bị cư dân mạng giễu cợt như vậy nữa. Trong một lần livestream, bà xã của Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý với phần tóc hai bên mái thưa thớt đến đáng ngạc nhiên. Có lẽ mỹ nhân 30 tuổi này đang phải đối mặt với vấn đề đáng lo ngại vì lịch trình làm việc cùng mức độ căng thẳng trong suốt thời gian qua. Không ít người cho rằng sở dĩ Tôn Lệ luôn gắn bó với style tóc ngắn là để che khuyết trán rộng và đường mép tóc quá cao. Đương nhiên cũng không ít lần lộ khuyết điểm với cái trán hói. Cô thậm chí còn được thu thập lại những khoảnh khắc để lộ vầng trán sân bay đáng lo ngại. Nữ hoàng thanh xuân Trịnh Sảng cũng khiến cho cư dân mạng phải hết hồn với mái tóc quá thưa thớt. Cô nàng từng lên top tìm kiếm bởi vì khoảnh khắc này. Nàng mỹ nhân Tân Cương cũng có vầng trán để lộ đường mép tóc cao đến bất ngờ. Cô nàng cũng được liệt vào danh sách những mỹ nhân có khả năng bị hói đầu. Không khác gì những mỹ nhân khác, Tống Thiến cũng có vô số khoảnh khắc lộ vầng trán lưa thưa tóc. Ngoài ra thì giới giải trí Hoa ngữ còn có rất nhiều mỹ nhân đang phải đối diện với nguy cơ hói đầu như là Tống Tổ Nhi, Trần Kiều Ân, Trương Gia Nghê, Đồng Lệ Á. Và không chỉ các mỹ nhân showbiz mà cả các sao nam cũng gặp phải nỗi lo tương tự. Hồ Ca với đường mép tóc hình trái tim từng lọt vào top tìm kiếm của Weibo. Thiên Vương Châu Kiệt Luân bắt đầu nhờ đến sự trợ giúp của tóc giả từ rất sớm. Lý Á Bằng với mái tóc đáng lo ngại. Mỹ Nam đình đám một thời Ngô Ngạn Tổ cũng để lộ vầng trán cao. Thiên Vương làng nhạc Lưu Đức Hoa. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Top Sao Hoa và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới có trong ngày.